Mai Quang Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý giả quý đồng hương đến với lại chương trình Nha Khoa cùng với lại nha sĩ Đại Phạm. Tất cả những cái thắc mắc về ngành nha, thưa quý vị, ngày hôm nay nha sĩ Đại Phạm đến với chúng ta trong chương trình trực tiếp truyền hình. Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý giả quý đồng hương hãy chuẩn bị những câu hỏi để mà tham khảo cùng với lại nha sĩ Đại Phạm. Trước hết xin trân trọng kính chào nha sĩ Đại Phạm. Đại xin gửi lời chào thân ái nhất đến anh Michael cũng như quý khán giả của đài truyền hình ạ. Lâu lắm rồi không có dịp ngồi để mà trò chuyện với lại nha sĩ Đại Phạm. Thì có lẽ là ngày hôm nay rất là lý tưởng là ngoài trời thì rất là lạnh đó. Lạnh mà thì răng mình nó hay bị buốt. Có lẽ nói là nếu mà lạnh đó mình nói chuyện hoặc là mình ăn cái gì lạnh hoặc là uống cái gì lạnh là mình biết ngay là cái răng mình nó có hư hay không, đúng không? Thì dạ thưa anh Michael cũng như quý khán giả, thì đầu tiên dù rằng răng mình chưa có bị hư nhưng mà đến mùa lạnh cái nhiệt độ nó xuống rất lạnh, rồi cộng thêm thí dụ mình uống nước, có nhiều người uống nước lạnh thì nó càng lạnh thêm, mà cái răng của mình thường thì chịu được một số nhiệt độ, những cái nhiệt độ nóng quá lạnh quá sẽ không có chịu được, sẽ làm cho hư răng, hoặc là cái nhiệt độ chưa đến cái nhiệt độ làm cho răng mình bị hư thì răng mình cũng có cảm giác một chút hơi khó chịu ạ. Đó là nói về tổng quát thôi, thưa quý nhà quý đồng hương, nếu mà chúng ta có thắc mắc bất cứ những giải đáp gì mà muốn cần nha sĩ Đại Phạm chia sẻ với lại ngành nha, xin quý nhà quý đồng hương gọi vào để mà tìm hiểu thêm, để săn sóc những cái răng của mình nó tốt hơn, bởi vì răng mà đau đó khó mà ăn lắm. Ví dụ bây giờ nè, ngay cả vì cá nhân của Mai Hòa có những cái răng mà bị làm cái crown lên rồi đó, đôi lúc bây giờ nhai nó vẫn đau, mà nó không biết là tại sao mà nó cứ đau hoài. Mình cứ cố gắng mình cắn chặt nó vào để cho nó đừng có đau, rồi nhai tiếp tục thì nó vẫn đau, không biết là lý do tại sao. Nhiều khi nó đau mình cắn chặt thì lại càng đau, chứ không phải nó hết đau. Thì khi mà một cái răng bọc sứ mà bọc xong mà nó bị đau thì nó rất nhiều, có rất nhiều nguyên nhân để làm cho cái răng nó bị đau. Cái đầu tiên bao giờ các nha sĩ cũng coi trước là coi cái hàm, cái khớp cắn nó có khớp không, nó có đúng không. Cái khớp cắn nhiều khi nó lật một xíu thì nó làm cho cái răng của mình bị đau, tức là cái bọc sứ mình bỏ lên mà cái khớp cắn nó bị cao một xíu, nó chật, nó sẽ làm cho răng mình đau. Hoặc là cái khớp cắn nó không đúng luôn, làm cho người ta rất là khó ăn, tại vì nó khớp cắn nó không đúng, nó đồ ăn xuống nó không nhai được với nhau. Rồi nhiều khi cũng có thể nó không đúng, nó cắn luôn cái má bên cạnh của mình á, nó làm cho người ta bị đau cái má, thí dụ vậy. Rồi cái đó là khớp cắn sai. Rồi đến khi răng bọc sứ thì nó bị đau nữa, là nhiều cái răng bọc sứ chưa có được lấy tủy. Khi chưa lấy tủy thì bọc sứ nó hay xảy ra nhiều vấn đề. Nói chung không có giải thích được dài lắm, mà mình chỉ có nói là cái răng bọc sứ mà chưa có lấy tủy, răng chưa được lấy tủy thì nó dễ làm cái răng bị buốt, bị đau. Rồi cái răng bọc sứ, dù rằng những răng thí dụ đã được lấy tủy rồi, có thể trong một thời gian dài cái tủy đó mặc dù đã lấy rồi nhưng mà vẫn có thể nhiễm trùng được ở dưới chân răng, nó làm cho cái răng nó bị đau. Hoặc là cái răng theo một thời gian dài nó yếu đi rồi, nó bị lung lay, bọc sứ xong rồi một thời gian dài nó bị lung lay thì khi lung lay ăn cũng bị đau. Rồi cái răng nó bị bệnh nha chu, mất xương, đồ ăn nó xuống nó nhiễm trùng, nó cũng làm cho bệnh đau. Có rất nhiều cái loại để làm cho cái răng mình bị đau, kể cả những chiếc răng không bọc sứ nó cũng có thể nó bị đau, nhưng mà mình đang nói răng bọc sứ thì đó là những nguyên nhân làm cho cái răng bọc sứ nó bị đau. Nhưng mà như anh Michael nói, mà khi mà cắn xuống nó đau như vậy đó, thì cái nguyên nhân chủ yếu là cái khớp cắn nó không được đúng, hoặc là nó đang có thể bị hư hại nhiễm trùng gì đó dưới trên răng, cho nên khi mình cắn vào nó làm cho mình bị đau ạ. Hồi nãy nha sĩ Đại có nói về cái răng mà bọc sứ rồi nó lung lay đó, thì nếu mà cái răng mà bọc sứ mà nó lung lay để mà nó gây cái tác hại mà đau đớn như vậy thì làm sao để mà mình kiềm chế cái đau đó và để cho nó bớt cái lung lay đó được? Khi mà một cái răng mà nó bị lung lay như vậy thì mình phải coi cái độ lung lay nó nhiều, nó ít, nó đang ở đâu và nó có độ nhiễm trùng của nó không đó. Mình tùy cái trường hợp mà mình xử lý. Thí dụ một bệnh nhân đến mà răng nó bị lung lay quá không chữa được, bỏ, phải bỏ. Nó lung lay quá rồi, nó rụng ra rồi, nó rớt ra rồi, không có chữa được nữa, bỏ. Rồi thí dụ như là nó
nó lung lay một ít, nó đang bị nhiễm trùng một ít, ví dụ vậy, thì có thể các nha sĩ chữa trị cái đó, có nhiều cách chữa cái đó. Thí dụ người ta có phải lấy thể, có thể lấy tủy lại cái răng đó, hoặc người ta lấy tủy cái răng đó, người ta có thể làm phẫu thuật nho nhỏ để rửa những cái nhỏ chỗ nhiễm trùng, người ta cho uống thuốc, đó là những cách chữa nhẹ nhẹ. Rồi có những chiếc răng bị mất xương thì nó làm cho cái răng nó bị lung lay một xíu, thì có nhiều khi người ta có phẫu thuật người ta làm, có thể người ta bỏ thêm xương vào trong đó làm cho cái răng nó cứng lại, ví dụ vậy. Rồi thí dụ mà khớp cắn mà nó cao nhiều ngày, nó cắn nó cao quá, nó làm răng lung lay, thì mình sửa lại cái khớp cắn. Tất cả những cái gì đang xảy ra trong miệng xong khi răng bọc sứ mà nó làm cho cái răng lung lay, hoặc là mình đang bị bệnh, hay là cái nhiễm trùng, hay là nói chung tất cả những thứ làm cho cái răng bị lung lay, các nha sĩ sẽ khám và biết được cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân chữa được, người ta sẽ sửa và chữa những cái đó. Còn những cái không làm được, không thể cứu được nữa thì họ bỏ. Cái lung lay là nó nhiều cái nguyên do đúng không nha sĩ Đại Phạm? Nó rất là nhiều nguyên do để lung lay. Thí dụ như Đại nói, kể cả răng thường hay mình hôm nay mình bàn về răng bọc sứ, thì lung lay thí dụ như là anh Michael cứ tưởng tượng là một cái răng nó cao hơn răng bình thường. Khi mình nằm răng bọc sứ trong cao bình thường thì mình cứ cắn vào cái chỗ đỗ đầu tiên. Một là nó sẽ bị đau, hai là cắn cái đánh vào nó mình, một mình nó chịu cái lực đầu tiên, hay là cắn mình nhai gì đó thì cái răng nó từ từ nó chịu lực nhiều quá, nó sẽ lung lay. Đó là một cách để lung lay. Thứ hai, thí dụ như mình nói là lúc đó Đại có nói là cái răng mà bị bệnh nha chu, bị mất xương lâu ngày, cái răng của mình nó bám vào trong cái hàm của mình là do xương giữ nó ở trong đó, giữ cái chân răng trong đó. Khi mà cái xương nó mất đi rồi, nó bị nhiễm trùng, hay là bị bệnh nha chu, hay là bị mất xương, một hồi cái nó mất xương cái thì cái chỗ đó nó không còn đủ xương để ôm cái chân răng lại cho cái răng nó cứng, nó mất xương, nó làm cho cái răng bị lung lay. Hoặc là có những cái nhiễm trùng dưới chân răng, hoặc có nhiễm trùng rất là nhanh, nó đi rất là nhanh, nó phá một lúc, nó phá tất cả những cái xương nằm ôm trong cái răng đó, như là hay bị áp xe đó, tiếng Việt gọi là áp xe, khi mà nó phá ra, phá rất là nhanh, phá như vậy thì khi mà vi trùng nó vào, nó phá như vậy, nó mưng mủ lên, nó phá cái xương ra, nó ăn hết cái xương, thì lúc đó mất xương rồi. Mà cái nền tảng của cái răng của mình bám vô cái xương hàm, đó là xương. Mà khi mà bất cứ một cái bệnh gì nó gây cho cái xương của mình bị yếu đi, bị mất đi, thì cái răng nó sẽ lung lay. Mà khi mà bị như vậy rất là khó chữa, hầu như những răng nó sẽ bị mất. Hoặc là có nhiều người bị những cái bệnh về xương nữa, bị bệnh xương, thí dụ họ có nhiều có người thì có thể uống thuốc ảnh hưởng đến xương răng của mình. Còn có nhiều người bị bệnh giống như người châu Á mình hay bị thiếu mấy cái chất để bổ cho xương của mình, cũng có thể làm cho răng nó yếu. Rồi có những cái bệnh khác nữa, rồi khi nhiều khi bệnh trị ung thư, rồi những thứ khác mình uống, hay là mình xài radiation, mấy cái phóng xạ, nó cũng có thể nó làm cho những cái răng của mình, những cái xương của mình nó bị mất và nó yếu đi, rồi nó không có giữ được những chiếc răng đó ở trong đó nữa, và nó làm yếu cái răng đó luôn. Những cái dấu hiệu mà răng nó đau và nó nhức đó, thì ví dụ như là nhiều người ăn cái bị nhét những cái thực phẩm dư thừa vào trong những cái khẻ đó. Cái thói quen của Việt Nam mình thì hay xỉa răng, rồi đôi lúc chạm tới cái nú răng nữa rồi nó chảy máu, đó có phải là cái lý do để mà nó gây ra cho đau thương và lung lay không? Đó cũng là một nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân đó nó không thuộc về chính, nhưng mà chính Đại đang nói chính ở đây là những cái có nhiều nguyên nhân nó làm cho cái răng của mình lung lay và đau rất là nhanh, mình phải vài tháng một năm gì đó nó bị liền. Còn xỉa răng nó cũng có thể nó đưa đến cái tình trạng và cái giai đoạn răng mình bị hư như vậy, nhưng mà nó cần thời gian rất là lâu. Thì mình xỉa răng, mình làm xong mình xỉa răng, xỉa tháng không sao cả, 2 tháng không sao cả, 3 tháng, thì cứ từ từ qua thời gian nó bị mất tí lợi, nó bị mất tí xương, nó bị hư tí răng, đồ ăn nhét xuống một xíu, càng ngày nó mới lên, nó lên nó nhiều hơn nữa, xong năm sau nó mất thêm tí xương nữa, càng lớn, từ từ nó sẽ gây ra những cái như Đại nói là mất xương và lung lay răng. Thì khi mà mình nói như vậy đó thì có nhiều quý khán giả nói tôi xỉa răng hoài tôi đâu có bị sao đâu, nhưng mà đa số là mình biết chắc là xỉa răng mà cây tăm, mà tăm Việt Nam mình hay là người châu Á mình có thể hay dùng á, tăm tre hay tăm người ta bán thì người ta bỏ vô như vậy, thì đầu tiên là chỗ đó cái răng nó sẽ bị khuyết
khoẹt răng lâu ngày nó sẽ bị khuyết, chắc chắn là sẽ bị khuyết. Như là có mấy cô chú lớn tuổi, đặc biệt là mấy cụ ngày xưa, mà mấy cụ mà hồi nhỏ mình biết sống 80-90 tuổi lớn rồi đó, xài tăm khi cười ra một cái là răng nó có lỗ hết hai bên hông. Hai bên hông mà răng nó lỗ hết, đó là cái cây tăm nó đi vô nó làm mòn đi. À, khi mà mòn như vậy đó thì đồ ăn nó dính vô, hoặc là khi mà bỏ cây tăm vô như vậy thì nó hư luôn cái lợi ở dưới, cái lợi ở giữa đó nó bị mất đi, nó hư, nó rộng ra. Thì những cái chỗ đó là những cái chỗ bám đồ ăn để cho đồ ăn dễ dính, rồi vi trùng nó đi xuống. Thì mình biết là vi trùng và đồ ăn nó nằm ở trong răng, nó sẽ gây ra bệnh sâu răng, nhiễm trùng răng, bệnh lợi, rồi đến bệnh xương răng luôn. Tức là mình không thể làm cho đồ ăn hay là những cái thứ dơ hay là vi trùng bám ở trong đó được. Thì có hai cách để như vậy, là một là người ta không đánh răng, người ta không làm răng mình tốt, không sạch, thì đồ ăn vi trùng nằm trong đó nó bị hư răng. Cách thứ hai là những cái mình dùng hàng ngày mình có thể làm cho răng mình bị hư. Thí dụ mình nói xỉa răng cũng là một nguyên nhân đó. Mình làm như vậy thì đồ ăn nó dính thì thí dụ có vi trùng nó làm hư luôn răng thì nó bị hư răng. Còn có nhiều cách khác trong cuộc sống của mình không dùng đúng hoặc không sử dụng đúng, nó cũng làm cho những cái đối bị hư, bị hư, để bị đồ ăn nó cũng sẽ dính vào trong chỗ đó. Cho nên khi mà nói về chăm sóc răng thì đầu tiên kể cả răng bọc sứ, nên tất cả cái gì mình chăm sóc mình phải biết là mình chăm sóc đúng nha. Có rất là nhiều bệnh nhân và có nhiều người tức là họ đánh răng, họ chăm sóc răng, họ xỉa răng, họ dùng floss, họ đánh răng bàn chải, họ dùng kem, tất cả cái đó họ làm xong cái 10 cái năm trời sau cuối cùng mình làm sai hết. Có trường hợp đó, có rất nhiều trường hợp đó xảy ra, tức là họ chăm sóc răng của họ, họ nghĩ là nó đúng nhưng mà cuối cùng sai hết. Sai hết thì cái đó thì cũng dễ thôi, đến phòng nha khoa. Nhưng mà hầu như ai cũng đến phòng nha khoa thì có nha sĩ hoặc là những cô y tá rửa răng cho mình, họ sẽ nhìn răng của mình, họ sẽ nói ồ mình đang sai chỗ này, mình đang sai chỗ kia, người ta chỉ cho mình, hoặc là mình chưa làm thì họ cũng chỉ cho mình, hoặc là mình tự hỏi họ, nói là răng tôi chăm sóc như vậy có đúng hay không. Thì kiểu gì thì văn phòng nha khoa cũng là cái chỗ chỉ dẫn cho mình chăm sóc răng tốt nhất. Mình đang nói rằng những người không có điều kiện đến phòng nha khoa thì họ có cách khác, họ có thể họ lên internet, YouTube cũng là chỗ để cho người ta vô đó tham khảo để xem những cái đó. Thì nhưng mà đại vẫn nói là cái chỗ văn phòng nha khoa vẫn là chỗ tốt nhất để mình đến để được chăm sóc răng và được chỉ dẫn về cách nha sĩ chăm sóc cho mình, và mình được chỉ dẫn về cách chăm sóc răng mình tốt nhất. Và như đại nói, nếu mà không có điều kiện thì mình có sách vở, có internet để mình tham khảo để mình chăm sóc răng cho mình thật tốt ạ. Vâng, kính thưa quý vị, quý hương đang xem chương trình trực tiếp truyền hình cùng với lại nha sĩ Đại Phạm tham khảo về nha khoa. Quý vị có thắc mắc xin gọi vào 2815307746 để tham khảo cũng như là giải đáp những cái thắc mắc cùng với lại nha sĩ Đại Phạm. Làm sao để mà chúng ta tránh được khi mà đánh răng nó hay ra máu, mà lúc nào đánh mạnh đánh nhẹ gì nó cũng ra máu hết, làm sao mà tránh được? Vâng, thì thưa anh Michael cũng như quý khán giả, đầu tiên chúng ta phải coi cái chảy máu nó từ đâu ra. Khi mà đánh răng chảy máu nó có hai cái nó làm người ta bị chảy máu. Cái đời chảy máu đầu tiên là không đúng cách, tức là mình đánh răng không đúng cách, tức là mình đánh nhiều khi dùng bàn chải quá mạnh, mình đánh quá mạnh xuống lợi. Như nói anh Michael lại nói xỉa răng cũng có thể chảy máu được, nó không đúng cách nó làm như vậy. Thì nếu mà mình đánh răng mà chảy máu do mình làm không đúng thì mình sửa dễ lắm. Thí dụ bàn chải đánh răng cứng quá thì dùng cái mềm, thí dụ mà nên dùng cái mềm chứ không nên dùng cái cứng. Thí dụ như là đánh răng mình đánh mạnh xuống cái lợi quá, nó chảy máu ra thì mình đánh nhẹ lại, hạt không đánh xuống cái lợi đó, đánh gần cái lợi, sát cái lợi, đừng mình đánh đúng cách. Như đại nói đúng cách thì hôm nay đại không giải thích hôm nay tại nó dài lắm. Quý vị có thể đến văn phòng nha khoa, quý vị đi họ sẽ giải thích cho quý vị, còn không đến văn phòng nha khoa của đại cũng giải thích cho. Ví dụ vậy thì cách đánh như thế nào, cánh đánh mạnh đánh nhẹ, rồi thí dụ như xỉa tăm thì mình không xỉa nó, mình dùng dây chỉ nha khoa. Thí dụ đó là những trường hợp mình không đánh đúng. Rồi nói trường hợp khác là mình đánh đúng mà nó vẫn chảy máu, nói ủa sao tôi đánh đúng mà nó vẫn chảy máu cái răng của tôi vậy, thì mình phải coi cái nguyên nhân khác là người ta bị cái gì. Thí dụ có người uống thuốc lãng máu, đúng không? Thì máu nó dễ chảy hơn người khác, có chứ, nhiều, rất là nhiều người uống thuốc lãng máu.
hoặc là có những người bị máu quá loãng, thí dụ vậy, thì người ta chảy máu dễ hơn. Hoặc có nhiều loại thuốc nó làm cho cái máu bị loãng, thí dụ như là những cái thuốc mà mình nói, những cái thuốc mà mình hay nói thuốc bổ của châu Á mình á, có nhiều loại thuốc mà bệnh nhân uống họ không biết đó nó có thể làm cho hãng máu được, nhưng mà họ chỉ biết là họ dùng thôi, nhưng mà trong cái thuốc đó làm cho họ loãng máu luôn. Cho nên nói qua cái đó để đây có một ý kiến luôn, khi mà mình đi văn phòng nha khoa học, mình đi bác sĩ, mình cần phải mổ hay làm cái gì đó, hay kể cả văn phòng nha khoa, mình phải nói cho các bác sĩ hoặc các nha sĩ biết là mình có dùng những cái thuốc đó, những cái thuốc không có trong toa. Đúng rồi. Không có trong toa thì những thuốc đó có thể làm cho loãng máu được nhiều lắm. Cho nên thí dụ vậy thì mình đang nói về có thể bệnh nhân bị loãng máu nhiều quá mà họ sơ sót, họ đánh chặt một xíu nó đụng vào nó cũng chảy máu. Cho nên cắn đánh chúng đúng cách là tốt nhất. Nhưng mà thì lại nói như vậy rồi, nó còn một trường hợp khác, trường hợp này quan trọng nhất này, là người ta đánh đúng cách mà nó vẫn chảy máu răng. Đó là răng bị nhiễm trùng, răng bị bệnh níu răng và bị mất xương răng. Khi mà bị hai cái bệnh đó, khi mà cái răng của mình mà đánh đúng, nó không thể nào nó chảy máu được, ngoại trừ nó bị nhiễm trùng. Thì nếu bị nhiễm trùng như vậy đó, thì đến phòng nha khoa người ta làm cho sạch, người ta có cách chữa cho nó hết nhiễm trùng, cần đến văn phòng chuyên môn, bác sĩ chuyên môn họ sẽ chuyển đến văn phòng chuyên môn để chữa cho nó không bị cái bệnh đó nữa, rồi sau đó mình đánh răng lại bình thường thì nó sẽ không chảy máu. Cho một thí dụ như là có ngày đó này đó mình đâu chơi quên mà chảy răng, lười quá đêm không đánh, hứa với anh Michael 1 đến 2 ngày không làm như vậy thôi, frost răng đánh răng chảy máu liền. Chỉ cần 1-2 ngày mà không đánh răng là nó sẽ chảy máu, bởi vì nó đã bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng rất nhanh, miệng mình bị nhiễm trùng rất là nhanh, chỉ cần một thời gian rất ngắn là miệng đã nhiễm trùng. Nhưng mà những cái đó quý vị đừng có lo, anh Michael cũng đừng sợ, nó rất là dễ chữa, nó kể chảy máu. Thí dụ mà mình đến phòng nha khoa thì họ chữa cho mình rồi, nhiều khi mình tự chữa ở nhà cũng được. Thí dụ như là mình thấy miệng hơi dơ, nó chảy máu thì mình cứ để nó chảy máu không sao cả. Có nhiều người thấy chảy máu sợ quá không đến phòng nha khoa là một, hoặc là người ta sợ quá không đánh răng luôn, sợ nó chảy máu, không đúng. Chảy máu, cứ để nó chảy máu, nó sẽ hết nhiễm trùng thì nó sẽ chảy máu. Nói như sự đại phạm đó thì đúng như vậy, cứ lúc mình đi đâu xa cái mình quên luôn cái bàn chải mà không có tiện để đi ra mua. Nhưng cái thói quen ngày xưa đó, mình hay súc miệng nước với lại muối. Như vậy mình làm như vậy có thể được hay không để mà tránh cái sự mà nhiễm trùng? Chắc chắn là nó sẽ tốt hơn là không đánh răng hoặc không súc miệng, chắc chắn. Nhưng mà muối mình biết có độ sát trùng tốt, nó cũng có độ sát trùng tốt, thì nó giảm thôi, chứ nó không có thể thay thế cho cái đánh răng và cái dùng chỉ nha khoa được, không thể. Kể cả nước súc miệng tốt nhất của một công ty nào đó cũng không thể thay thế, không cái gì thay thế được đánh răng và dùng dây chỉ nha khoa, phải có. Rồi mình cộng thêm cái thuốc súc miệng vô thì nó rất tốt cho cái miệng của mình. Thì như anh Michael nói, nếu mà trường hợp đó mình không làm được gì thì sao? Thì mình cứ súc miệng, không có gì thì mình đành phải súc miệng. Nó sẽ tốt hơn bình thường, nhưng mà không có thể thay thế cho được cái dùng bàn chải đánh răng và dây chỉ nha khoa. Vâng, kính thưa quý vị, Hương rất tiếc là thời gian đi qua rất là nhanh, nhưng mà trước khi rời màn ảnh ngày hôm nay, xin mời nha sĩ Đại Phạm chia sẻ là giờ giấc cũng như là những cái loại bảo hiểm nào mà văn phòng của nha sĩ Đại Phạm đang nhận. Dạ, thưa anh Michael cũng như quý khán giả, hôm nay thì anh Michael hỏi mình rất nhiều câu hỏi, cũng rất là lý thú, nhiều rất nhiều câu hỏi hay để quý vị có hiểu biết về răng thêm. Nếu quý vị còn thắc mắc gì thì xin liên lạc với số phone của Đại, văn phòng của Đại là 281-933-9255. Quý vị có thể đến hỏi Đại những câu hỏi, gọi phone hỏi những câu hỏi, hoặc quý vị có thể ghé ngang qua văn phòng để Đại chụp hình và khám răng cho quý vị. Thì văn phòng của Đại như Hầu Gia cũng biết là chụp hình và khám răng thì không có mất chi phí gì hết, đến tham khảo thôi. Rồi, văn phòng của Đại thì mở từ 9 giờ đến 6 giờ. Làm việc bình thường. Có cái loại bảo hiểm thì hầu như đã nói không phải là hết, mà hầu như đã nhận tất cả các bảo hiểm mà mọi người có. Có một vài bảo hiểm mà mình không nhận thôi, nhưng mà những cái bảo hiểm đó hầu như ít người nhận lắm, nhưng mà hầu như tất cả các bảo hiểm thì văn phòng đại nhận. Đại xin cảm ơn anh Michael cũng như quý khán giả có một cuộc nói chuyện với Đại hôm nay về răng ạ. Cảm ơn nha sĩ Đại Phạm và cảm ơn tất cả quý giả của Đồng Hương đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị lưu ý chương trình này có thể sẽ chiếu lại trong những ngày kế tiếp, đó là những ngày trong tuần. Xin quý vị đừng gọi vào, đây là chỉ là một cái ngày duy nhất trực tiếp truyền hình. Xin kính chào tạm biệt cùng tất cả quý giả của Đồng Hương.